Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đám bằng cách tổ quốc. Hôm nay tôi có một clip về một lô cần câu nha mọi người. Thì lô cần câu này là một lô cần câu hàng kỳ nhật, có những cây cần câu dít nè, cây ba khúc Yamakasu, những cây ken ngoài cây cần thanh lý nhá. Cây Yamakasu này hình như là 650k UFM. Ngoài bên đây là cây cần lua có Mayarab Crocus. Rồi để sắp vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi anh tổng, nếu hàng lỗ không có clip shop lên đó, thì anh em cứ bày cho shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Shop lên cây thứ nhất thành thảo, thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cành dạng cắm gốc lỡ nha, một cây cắm gốc lỡ. Thì cây này nó dài là 2m4, dài 2m4, nặng là 437g, đọt 3 ly. Thì cây này độ cứng nó ra tầm khoảng 200 nha, độ cứng ra tầm khoảng 200, chất liệu là carbon pha. Cây này lấy từ thị trường Nhật về, phen là phen hãng nhá, phen là phen hãng, phen chính hãng nhá, bát là bát thường. Cây này rất là cứng nha mọi người, rất là cứng luôn. Cây này chiên về anh em câu trên bè nhá. Rồi giá công khai cây số 1 giá là 250k nhá, 250k cộng ship. Thì cây này nó gắn vào đây nè, nó dũ nó có hơi sụp sạch chỗ này nè. Đó, vì cái dưới phần này nó có miếng cao su, miếng cao su nó bị dính vô trong cái thân cành rồi đó. Rồi giá công khai cây thứ nhất giá là 250k cộng ship. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 lên tiếp người là một cây cần của Olympus đó, một cây Olympus. Thì cây Olympus này nó sẽ có chiều dài là bao nhiêu đây ta, cây này dài 3m nhá, dài 3m, chất liệu là chất liệu phíp đỏ đó, cán là cán rổ nè, bát là bát thản, phen của nó là phen fuji nhá, phen fuji đá trắng. Đó. Thì cây này về cho anh em nào câu ngâm, câu lăn xê, câu cá cha, câu cá chép nhá. Đó. Thì tổng thể ngoại hình thì có xuất sắc, đó. Tổng thể ngoại hình có xuất sắc nhiều. Phen ok hết cho mọi người, phen ok hết. Đó. Rồi giá công khai cây số 2 giá là 200k mọi người, cây này dài 3m, cứng 50, giá 200k cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên tiếp với người một cây cần Hechi, thì cây này bị gãy đọt nhé. Một cây Suzumi cần Hechi, phôi dạng carbon sắn hay da nè, dạng carbon sắn hay da ha. Nhưng mà cây này thì nó dài 2m1, nhưng mà shop đo lại nó chỉ còn 2m thôi nha mọi người. Đó, shop đo lại nó chỉ còn 2m thôi. Nó bị gãy cái tàu bù nè. Đó, bù được thay bằng bù xít nhé. Phen là phen fuji lỗ xám, tất cả phen keo ok, còn tương đối ok. Bát là bát fuji Japan, hàng của Suzumi, một thương hiệu Suzumi của Korea nha mọi người, hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Rồi cặp bên hai da nhé. Thì cây này nếu so độ cứng thì cái này nó giờ nó còn tầm khoảng 30-40. Cây này nặng là 140g, đọt 1 ly 7, dài 2m. Rồi giá không khai cây số 3 giá 300k nha mọi người, 300k cộng ship, giá cực kỳ hữu nghị luôn. Đó, một cây carbon hai da nhá, rọt thấp. Tiếp theo cây số 3, cây số 4 lên tiếp cho người một, cũng là một cây cần thanh lý nữa. Thì đây là một cây cần ABY pencil, đó ABY pencil, một cây cần lua dài 1m8, cứng ML. Dài 1m8, cứng ML. Thì cây này nó tải mồi mát của nó là 14g, phen của nó là phen fuji, phen fuji chân gòn nhá, đá xám chân gòn. Cần thì tổng thể ok. Cây này của hãng của Korea nha mọi người, hàng của Korea sản xuất. Thì cái khớp nối này nè đã được làm lại nhá, khớp nối này đã được làm lại, nói rõ ràng với mọi người luôn, cần sao thì báo anh em vậy. Đó. Thì làm lại thì bán giá thanh lý thôi, anh em nào về câu ngâm, câu cá lạc quạt cũng được. Thì cây này nặng 100g, đọt 1 ly 9 và 1m8, giá số 4, giá là 400, giá là 350k cộng ship nhé. Cây này chất liệu carbon nhé. Với cái giá 350k thì anh em về lấy bộ phen lại dựng cây khác cũng vẫn còn lời nhé. Phen cũng rất ok nha mọi người, lau chùi là sạch sẽ liền, phen gòn, chân gòn. Lỗ xám fuji nhé. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 vẫn bán một giá thanh lý luôn. Cây số 5
Thì cây số 5 lên tiếp với người một cây Daiwa Fulton, một cây Daiwa Fulton dài dài là 3m9 mà hình như là cây này bị gãy đọt rồi. Đó, đây. Đọt non bằng này thấy không? Đó, gãy chắc cỡ nhiêu đây. Thì bu của nó là bu xít nè, bu xít. Phen là phen Fuji lợi xám. Đó. Phôi là phôi carbon. Thì có một phen này nó bị mẻ chỗ này. Đây, một phen bị mẻ chỗ này nhá. Đó, phen Fuji bị mẻ chỗ này nha mọi người. Đó. Bát của nó là bát Fuji. Thì cái này cũng bán với giá thanh lý luôn. Thì cái này nặng là 331g, đọt 2.7. Giá công khai cái số 5, giá 600 mọi người, 600k cộng ship cái số 5. Thì anh em về chỗ nào cho mấy anh thợ á, anh họ có thể bấm xứ được, thay phen lại. Đó, thay phen lại thì anh em lấy cái này đánh vô tư. Cái này thì thông số nhà sản xuất nó để là cứng cứng MH. Đó, cứng MH nha mọi người. Đó, đánh lốc cũng ok kệ nha. Giá công khai. Giá 600k nha mọi người, giá thanh lý 600k cộng ship. Tiếp theo cây số 6 quảng bản thanh lý luôn. Cây số 6 lên tiếp với người là một cây cần major grab. Thì đây một dòng cần major grab laser. Đó. Cây này mà còn mới len can không lỗi thì nó ra tầm khoảng 1.9-2 triệu. Đó. Phen của nó là phen Fuji, Fuji sheet nhá, phen bóm. Foil là foil carbon. Cần thì còn rất ok rồi. Bát là bát Fuji. Chỗ này nè, keo chỗ này nó bị chóc nè, nè bị chóc keo chỗ này. Đầu bu của nó thì nó bị dập nè. Cái này thì do vận chuyển về nhé, để nhiều cần với nhau nó bị đè. Chỗ này bị chóc keo nè, đó. Vậy anh em thay đầu bu, thay đầu bu. Đi keo là phen này rồi, đánh vô từ nhé. Thì cây này nó dài là 2m04, độ cứng là MH. Nặng là 137g, đọt tải mồi từ 7-28g, tải dây từ 12-20lb. Giá công khai cây số 6, giá là 750k nha mọi người, 750k cộng ship. Đó. Vậy giá này thì anh em về chỉ cần mua đầu bộ, thay đầu bộ và đây, tính vô tư nha, cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên tiếp người là một cây cần Ken. À, một dòng Ken, một cây cần Ken, cây một cây Ken của Hàn Quốc sản xuất. Phen của nó là bằng bộ phen Fuji sheet nha mọi người, phen Fuji Gold Hub. Đây, phen nhìn rất là đẹp nha. Phen còn rất là đẹp, chưa gạt tan luôn. Đó, Fuji nha mọi người. Phôi cần thì khỏi chơi là được. Rất chi ok, bát là bát hãng. Thì cây này dài 3m9 nha mọi người, dài 3m9. À, độ cứng cái này chắc khoảng L thôi, ML thôi. Đó. L, ML. Đó. Phen sức con nhé. Bu này, nguyên zin nhé. Phen còn rất là đẹp luôn. Cây này thì thích hợp về cho anh em nào lure gần, câu cá chép. Đó. Phôi còn rất là đẹp. Rồi anh em về dựng lại. Đó. Một cây cần Ken 3 khúc dài 3m9. Cái này tương đối dịu mọi người. Đó. Đó, chỉ dạng Lugan, lô mồi giả thôi. Đó, không phải anh em câu đằng xe, câu cá chép nhé. Thì cái này nặng là 450g, 405g, dài 3m9, đọt 2 ly. Thì cái này tải mồi từ 10-35g, tải dây từ không có thông số tải dây. Rồi, giá ông khai cây số 7, giá 1.6 mọi người. Đó, 1.6 cây số 7. Vậy em anh em lấy hai khúc này nè, hai khúc này anh em dựng lại làm gần câu chép hết chỗ chê luôn. Đó, phiên cũng rất là đẹp. Giá công khai cây số 7, giá 1.6 nhé, 1.6 cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 thì lên cho mọi người một cây Ken. Cây Ken này thì là một cái Ken chuyên về câu lóc nhé. Cây này hai khúc nha mọi người, hai khúc 3m. Cây này chỉnh câu lóc luôn, câu lóc gừng đến bạo lực. Hàng Ken này hàng của Hàn Quốc sản xuất nha. Dưới đây có miếng kim loại chống nổ lắm nè. Phôi là phôi carbon. Phen của nó là phen Fuji Sitgon. Dòng phen nhìn rất là đẹp. Đây, Fuji Sitgon nhé.
Khoen thì đảm bảo với mọi người là hàng nguyên zin, chưa thay, chưa gạch tàn luôn. Đó. Khoen rất là đẹp. Đó. Chứng tỏ cần này nó rất ít được sử dụng. Đây. Nói chung là cây này về nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Đây. Rất là đẹp nhá. Đó. Bông nguyên zin. Thì cây này nó tải mồi mát là 100g này, tải mồi mát là 100g, tải dây mát là 40 lb. Đó. Cái này nặng là 330 g, dài 3 m, đọt 2,5 ly, tải mồi từ 18 đến 100 g, tải dây từ 12 đến 40 lb. Tải mồi mát tới 100 g thì anh em về đánh nhát thiệt nè. Đó. Câu lóc gừng, đánh mấy cái địa hình mà nhiều bèo á thì thả ra. Đó. Câu nhát thiệt. Rồi giá công khai cây số 8, giá là 2,8 triệu mọi người, 2,8 triệu cây số 8. Thì cây này nó còn cái túi zin đi theo cần luôn. Đó. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa, một cây Daiwa Phantom. Đó. Phen của nó là phen Fuji lõi xám nè. Đó. Phen rất là đẹp. Cần thì mới căng sà beng. Thôi là dạng carbon sẵn hay da. Daiwa cross carbon sẵn hay da. Đó. Bát là bát Fuji. Bát Fuji tem hoàng, hàng Fuji lõi xám. Trên đây là gì được mấy anh Nhật ảnh dán cái miếng keo lên mấy anh ơi, keo dạ quang nhé. Đó. Thì anh em nào không thích thì có thể tháo ra. Đây cái gấp, cái nếp gấp nè. Đó. Phôi thì phôi carbon sáng ít nha mọi người, còn rất là đẹp. Bu xám nha. Thì cái này dài 3,9 m mọi người, dài 3,9 m. Đó, dài 3,9 m. Xem hàng này sản xuất tại đâu đây. Không có để luôn. Thì cây này còn hợp nha mọi người, còn hợp. Ngoại hình cây này ra tầm khoảng 95% nhé, rất là mới. Đây, hộp cái ủa cây này đây. Nó chặt quá thì sắp không để vào. Thì cái này dài 3,9 m, 3 khúc, nặng là 320 g. Đọt 2,2 ly. Thì cái này nó tải mồi từ 10 đến 45 g, tải dây từ 10 đến 25 lb. Cái này anh em về câu gần, câu ngâm, câu cả câu chép nhé, câu đăng xe chép. Rồi. Giá công khai cây số 9, giá 1,3 triệu mọi người, 1,3 triệu cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Đó. Cây số 10 lên cho mọi người tiếp vẫn một cây hàng thanh lý. Cây số 10 là một cây cần Majorap nha mọi người, Majorap dòng có dòng cần Cortex. Đây. Dòng cần chuyên về cho anh em sẵn đánh sóc dít. Thì cây này nó độ cứng là độ cứng H, dài là 2m88, tải mồi từ 40 đến 80 g, tải dây từ 14 đến 30 lb, tải dây BE từ 1.5 đến 3.5 nha mọi người. Thì cây Majorap này thì chuyên về cho anh em màu câu gần, câu lóc. Đó, nó đánh bạo lực. Phen của nó là dạng phen Fuji Seed nha mọi người, phen Fuji Seed, phen ca nhé. Thì cần đây, chỗ này nó keo bị chốc nè, đó. Nhưng mà còn rất là cứng nhá, xước sát. Chỗ này cũng vậy, phen này cũng vậy nha mọi người. Đó. Đây, chỗ này thì nó xước sát nè. Đó. Phen này thì cũng vậy. Nói chung thì cây này về bán với anh em nào mà không quan trọng ngoại hình đó, thì anh em có thể ok. Thì cái này nặng là 290 g, đọt 3,3 ly, dài 2m88. Rồi giá công khai cây số 9 không, cây số 10, giá 1,2 triệu nha mọi người, 1,2 triệu cây số 10, giá cực kỳ hữu nghị luôn. Đó. Tiếp theo cây số 11 lên tiếp cho người một cây cần cắm gốc. Đó. Đây một cây cắm gốc của Shimano, phôi carbon sẵn hay da nè. Phen của nó là phen Fuji dạ quang. Thôi carbon hai da nha mọi người. Bán tập bán Fuji. Thì cái này chuyên về cho anh em nào câu trên bè nhé, câu trên bè, câu trên ghe. Đó. Carbon sẵn rất là đẹp. Đọt là đọt tháp mọi người, đọt tháp. Đó. Thì cặn thì tổng thể ok hết. Đó, chưa có độ chế đi keo đi chỉ lại. Đó. Đọt cực kỳ đẹp luôn.
sẵn là khỏi lo. Thì cây này nó nặng là 295 gram, dài là 1m9 mọi người, dài 1m9. Thì hai đọt, một đọt 2 ly 3, độ cứng 50-80, đọt 2 ly 7, độ cứng 100-120 nhé. Thì hai cái này thì tùy vào cái địa hình địa điểm anh em câu, chỗ nào nước chảy nhiều thì anh em lấy đọt cứng câu, chỗ nào nước chảy yếu á thì anh em lấy đọt mềm câu đó. Ôi còn rất là đẹp luôn. Rồi giá công khai cây số 11 giá 800k nha người, 800k cộng chip cây số 11. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 lên tiếp người một cây cần cắm gốc. Thì cây này một cây cần cắm gốc, đọt là đọt đặc nha mọi người, đọt là đọt đặc. Thì đa số những cái đọt đặc này nè đều là đọt sợi tơ tinh hết cho mọi người, đọt sợi tơ tinh, đọt sợi tơ tinh để cho nó tăng độ tải của cây cần lên. Đây một cây cần dài là 1m65, hai đọt, một đọt cứng 60-80, một đọt cứng 120-150, đọt sợi tinh hết nhé, đọt rất là cứng. Phen là phen Fuji loại xám, bát là bát Fuji xem hoàng. Đây đó, cây này về mà mùa nước này thì anh em có thể câu trên bè, câu trên bè trên ghe tải chì lớn, thay anh em đi biển thì có thể câu đáy rất là ok ha. Cán dạng cán máy chèo nè, hàng hàng nội địa em ơi, hàng nội địa. Thì cái này nó đọt 2 ly 1 á, độ cứng là 60-80, đọt 2 ly 6, độ cứng là 100-150 nha mọi người, 100-200. Rồi giá công khai cây số 12 giá là 800 luôn nha mọi người, 800k cộng ship cây số 12. Tiếp theo cây số 13, cây số 13 là cây Gamakatsu. Đó, cây này dạng bản thanh lý. Cây số 13 là một cây Gamakatsu, dài là 3m6, cứng là 50. Đây Gamakatsu thương hiệu nội địa Nhật nhé. Cần phôi thì ok hết nha mọi người, bao anh em luôn, cần phôi phen là ok hết. À, Gamakatsu phen là phen Fuji-Sit phen gold nhé, phen vàng đó. Phen thì bao ok hết nha mọi người, phen gold, bắt là bắt gold luôn, bắt Fuji. Thì cần này cái miếng mốt cho này nó xuống màu một tí nhá, nó anh em về lấy mình bo có bọc lại là ok. Cây này cứng 50, dài 3m6, 3 khúc. Độ cứng này chuẩn qua cho anh em mà câu lăng xe nhé, câu lăng xe, câu chép, câu ngâm. Phen đề ba của nó nè, đề ba là dạng phen biển luôn nhé, rất là xịn. Tất cả phen ok hết mọi người. Đó. Keo chỉ thì ok. Thì cây này dạng với giá thanh lý vì nó có xây sát nè, súng mau. Thì cái này nặng là 409 gram, đọt 2 ly 3, cứng 50, dài 3m6, giá công khai cây số 13, giá là 650k nha mọi người, 650k cây số 13. Đó. Thì bên đó cũng có vài cây thanh lý cho mọi người để qua đây tiếp tục. Rồi, tiếp theo nữa là cây 14. Thì bên đây là hàng câu chiên và câu dít nhé. Câu dít. Rồi, bên đây là chiên lua hay câu ngâm gì đó. Tiếp theo là cây số 14, một cây cần dít, một cây cần dít biển nha mọi người. Thì đây một cây dít biển hàng nội địa, hàng của Nhật sản xuất luôn. Đây đến từ thương hiệu của hãng Zenith, một cây hàng nội địa Nhật nhé. Thì cây dít này nó sẽ dài là 1m8, dài 1m8, nó dít mát từ 20-90 gram, tải dây bè từ bè số 2 đến bè số 3 nhé. Rất mát của cây này từ 2-3 kg nhé mọi người. Đó, một cây dít hàng nội địa Nhật. Phôi carbon nha mọi người, phôi carbon cắm gốc. Đây, gốc còn rất là đẹp. Cây này độ mới ra tầm khoảng 95% nha mọi người, rất là mới. Đây, bát là bát Fuji nhá, bát Fuji. Đây phen nó đây, phen xít nha mọi người, phen xít, phen Fuji. Phôi phôi carbon rất là đẹp nha mọi người. Phen Fuji. Buông là buông trong sáng. Cây này anh em về cổ dít biển nè, anh em có thể câu ngâm cũng được, rất ok. Rất là đẹp cây cần. Thì cái này nó nặng là 170 gram, đọt 2 ly 3, dài 1m8,
Rồi giá 2 cây số 14, giá 1 triệu 3 em ơi, 1 triệu 3 cây số 14, một cây hàng nội địa Zenith. Tiếp theo cây số 15. Cây số 15 lên tích ngoài vẫn là một cây hàng nội địa Zenith. Nhưng mà cây này nó ngắn hơn 1 tí. Thì cây này nó dài là 1m71 luôn rồi, dài 1m71. Đó. Dài 1m71. Nó lùa, nó dứt từ 40 đến 150 gram. Cái này nó tải nặng hơn tí nha mọi người. Đó. Tính bè từ bè số 2 đến bè 3.5, rắc của cái này cũng ghê, tầm khoảng 3 đến 4 kg nhá. Đó. Hàng Janet, hàng nội địa. Cũng vậy thôi. Đó. Thôi rất là đẹp. Cái này ngoại hình cũng khoảng 95%. Rất là đẹp luôn. Carbon nha mọi người. Đây, Fuji. Phen nhận phen Fuji Zip. Bát Fuji. Bù chống sắn nhá, bù là bù chống sắn đây, bù Fuji luôn. Đó. Cái này hoàn dạng cũng cho anh em câu dít biển nhá, câu dít biển câu ngâm. Dài là 1m71, nặng là 184 gram, đọt 2.7 nhá. Giá cũng hai cây số 15, giá là 3.4 triệu nhé mọi người, 3.4 triệu cây số 15. Tiếp theo cây số 16 lên tiếp người vẫn là một cây hàng cắm gốc, một cây dít biển. Thì cây dít biển là một cây hãng của Golden Med mọi người, đó, Golden Med. Đó. Này nó đây. Thì cây này được sản xuất tại China nha mọi người. Đây được sản xuất tại China. Đó, để chữ đây. Đó. Phôi của cây này vẫn là phôi carbon. Đây mọi người, phôi nó rất là dày nhá. Đó, phôi carbon. Cực kỳ dày. Dạng sẵn nè, đó. Bát của nó là bát Fuji, phen là phen Fuji Six, phen chân ca nhá. Đó. Quay gặp quan rất là đẹp luôn. Đọt nó rất là to. Đó. Buộc trong sẵn nhá, cần thì còn rất là đẹp đây. Đó. Không có chê được chỗ nào được. Thì cây này nó dài là 1m71 luôn nha mọi người, dài 1m71, nặng là 247 gram, đọt 3.4 nha mọi người, đọt 3.4. Thì nó tải mồi từ 140 gram đến 168 gram, tải dây bè từ bè số 2 đến bè số 4 nhé. Dạng này đánh bạo lực. Rồi giá khai cây số 16, giá là 2.5 triệu nha mọi người, 2.5 triệu cộng ship nhé. Cây số 16 rất là đẹp nhé. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 lên tiếp người một cây cần của UFM. Đó, một cây UFM. Một cây hàng nội địa nha mọi người. Đó. Rất kinh tích. Cây này được sẵn là phôi của nó là phôi Bogo nhé. Một chất liệu nó còn xịn so carbon nữa. Đó, phôi Bogo. Cây này với dít mát từ 115 gram mọi người. Dít mát từ 115 gram, dài là 1m56. Tải dây bia từ bia số 1 bia số 3 nhé. Một cây hàng nội địa rất là đẹp. Đó. Nó vừa đẹp vừa ngắn đó. Thì anh em đánh cây này thì anh em lựa chỗ nào địa hình chặt chội đó, thì anh em xách nó theo đánh thoải mái luôn. Ngoại hình cây này nó rơi tầm khoảng 95% nha, rất là đẹp. Bát là bát Fuji, bát gòn nhé. Chụp em phen là dạng phen 3 chân, phen xích. Căn thì không có chỗ chê à, rất là mới. Keo chỉ thì nguyên zin luôn nha mọi người, keo chỉ nguyên zin, rất là mới luôn. Bù nó đây, dạng bút xít mo chê, cực kỳ dày. Nhìn bọc phen từ xa nè, khỏi chê. Thì cái này nặng là 170 gram, đọt 2.9 nhá. Rồi giá công khai cây số 17, giá 2.7 nha mọi người, 2.7 cây số 17. Tiếp theo cây số 18 lên cho mọi người là một cây cần hàng của Daiko, một hàng nội địa. Cây Daiko hàng nội địa, nhìn từ xa phen nó rất là dày. Cây này thuộc dạng cần bạo lực nha mọi người, rất là dày luôn nhé.
Thì đây là một cây Daiko dài 1m98 mọi người, dài 1m98. Nặng là 370 g. Đó, nặng 370 g. Phen của nó là phen Fujisit, phen bóng. Phen đề ba này là 40 nha mọi người, đề ba 40, 30, 25. Rất là xịn. Đây. Sướng rất là đẹp nhá. 40 đề ba. Keo chỉ thì nguyên zin. Bát là bát Fuji. Càng rất là đẹp. Cái này độ mới ra tầm khoảng 95% nhé. Chung thì rất ok. Phân bóm. Càng thì bung nó thì bullshit môi chơi. Đây, xứ rất là dày nha mọi người. Đó. Dày nó có gập xuống, nó có ôm vô thì xứ nó vẫn bao tròn cái phần kim loại luôn. Đó. Nhìn từ xa đây. Phen ở đây, cội chê. Hàng cắm gốc, hàng Daiko, hàng của Nhật nha mọi người, hàng nội địa. Thì cây này nó dít mát á, là 170g mọi người, 170g. Đây, dít trên web 170g. Rất mát của nó là 10kg. Tải dây từ BE xuống, tải dây thì từ tầm khoảng từ 25 đến 30 LB nhé. Hàng Daiko, nội địa Nhật. Thì cái này nặng là 370g. Giá công khai cây số 18, giá là 3,3 triệu mọi người, 3,3 triệu cây số 18. Thì cây này thì anh em có thể câu dứt biển nè, đó, anh em có thể câu cả cha, câu ngâm, câu cá dầu đếm, đó, câu trên bè, trên ghe, trên thuyền, thả ra luôn nhé, càng này rất là cứng. Tiếp theo cây số 19, 19 lên trong người là một cây càng dạng cắm gốc lỡ, đó, dạng này chuyên về tính cảm giác rồi. Thì đây mình đến từ thương hiệu Ryobi nha mọi người. Cây này đến từ thương hiệu Ryobi. Cây này được sản xuất tại Korea, hàng của Hàn Quốc. Phen nó vẫn là phen ba chân, phen xít nhé. Phen ba chân, phen xít. Đó. Bát của nó vẫn là bát Fuji. Ở trên đây thì phen đi một chân nè. Đó. Cây này dạng anh em câu ngâm, câu nhẹ nhẹ thôi. Đó. Thì câu lô cũng được. Cần cũng còn rất là đẹp. Đây, hàng sản xuất tại Korea, mới Korea, hàng của Hàn Quốc nhá, mã code đầy đủ nha mọi người. Thì cái này nó dài là 1m8, đọt là 1.7, nặng là 130g. Thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 40g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Giá công khai cái số 19, giá 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cộng ship cho cái số 19. Theo lên tiếp người cái số 20. Thì cái 20 lên cho mọi người một cây càng lua gần, lua lóc. Câu nhá thiệt, cái này đánh lóc gần, thả ra. Thì đây là một cây càng của hãng UFM, một hãng thương hiệu nội địa nha mọi người. Đây, UFM. Hãng này rất là nổi tiếng nha. Thì cái này dài là 3m3. Đó, dài 3m3. Phôi là phôi carbon. Phen là dạng phen Fuji-Sit, chân gòn nhá. Phen Fuji-Sit chân gòn. Thì cái này nó phen nó bị gạt ten lắm rồi, nó mắc cái lớp mạ gòn nó nhiều rồi. Đó. Thì cần sao báo anh em vậy. Thì cái này nó vẫn có xước sát nhá, nhưng mà cái loại xứ sit cái này nó rất là ok nha mọi người. Đó. Xứ sit thì rất là bền đây. Cái này nặng của nó là 370g mọi người, nặng 370g. Bát của nó là bát Fuji tem vàng. Keo chỉ thì nguyên zin nhé, cần có xây sát mọi người, nó kỹ lại là có xây sát. Phen đề ba là phen xít, phen gold 40 nhé. Bu thì ok, bu xịn sò rồi, bu gold. Cần này có vài điểm xây sát thôi. Đó. Tổng thể đây, nó giống như thế này, nó dạng chốc cái lớp mạ ngoài thôi, không ảnh hưởng tới phôi nhé. Cái này về chia như em màu collagen, câu lóc gừng, đó, đánh giá thiệt. Đó. Đây, nó xây sát thế này. Đó. Dưới chân keo nó dạng thế này. Đó. Thì cần sao báo anh em vậy nhé. Thì anh em có chốt cái này á, thì báo mình chụp hình cận cảnh lên mấy chỗ xước sát cho mọi người xem nhé. Đây, test tổ công nhé.
Thì cái này nặng là 370 g, dài 3m3, đọt là 2.9 nhá. Thì cái này tải mồi từ 28 g đến 100 g, tải dây từ 16 đến 30 lb. Giá công khai cái số 20, giá là 2.2 nha mọi người, 2.2 cái số 20. Cái này đánh lóc và khỏi chê luôn á, đánh cực kỳ ok luôn. Đó. Nhìn bộ phen đề ba nó rất là chất lượng nhá. Fuji nha mọi người. Tiếp theo cái số 21. 21 lên tiếp người là một cây cần dạng Lugan, là cây dạng bản thanh lý đây. Lugan mà cây này dạng về cho anh em nào câu cá chê, câu cá chép thì thích hợp hơn. Đây một cây cần của Daiwa mọi người, một cây cần Daiwa. Đó, dòng Daiwa Phantom. Thì cây này dài là 3m3, độ cứng là ML. Đó, dài 3m3, cứng ML. Thì cái này sản xuất tại Taiwan. Cái này lua từ 5 đến 30 gram, lai từ 6 đến 15 lb. Bass là bass thản nha mọi người, bass thản đây qua. Phen thì cái này là phen Fuji Seed nhá, phen là phen Fuji Seed. Phôi nó tương đối dịu nha mọi người. Đó. Anh em có thể câu lua mà dạng lua màu giả thập nhất đây. Phôi nó tương đối dịu nhá. Thì cái này dạng lua gần nè, câu cá lóc, câu cá chê. Dạng câu chép dịch vụ để ok nhất, phen là phen Fuji Seed nha, phen ba chân. Với cần này nó có quay điểm xây sát đây, chỗ này nó xây sát thế này đây. Đó. Đây cũng vậy, bán giá rất là hữu nghị và thanh lý cho mọi người luôn. Phen nó đây, đó. Đây phen Seed nha mọi người, phen Seed bull Seed luôn, bull Winzin. Nói chung thì cần này Winzin nhưng mà có vài điểm xây xác. Thì cái này nặng là 224 g, đọt 21, dài 3m3, tải mồi tải dây. Và giá công khai cái số 21, giá 900 mọi người, 900k cộng ship cái số 21. Tiếp theo cái số 22, cái số 2 vẫn có giá thanh lý. Cái này dài 3m, giá là 650k mọi người. Đó, cái số 22. Thì 22 lên tiếp mọi người là một cây cần của Mamisa, một cây cần sổ bộ phen là một phen Seed nhé. Cây này về anh em tháo phen ra bán vẫn lời. Đây phen là phen Seed nha mọi người, phen bơm Seed nè. Đó. Đây là phen Seed luôn. Đây là phen Seed mà là phen lá. Đó. Đây Seed lá nhé. Cần thì rất ok rồi. Phôi thì không có chỗ nào hư hỏng hết, nhưng mà được cái là cây này dạng giống như là carbon fiber mọi người, nó khá là mềm và dẻo. Đó. Đây khá là dẻo luôn, rất là khó câu. Thì anh em nào mà chuyên về câu cảm giác đó, câu cá chép, câu câu lăn xê á, thì anh em có thể lấy về câu. Đó. Cây cứng 50, dài 3m, cần của hãng Mamisa, cây này của China sản xuất nhé. Thì cái này nặng là 455 g, đọt 4 ly, giá công khai cái số 22, giá là 650k mọi người, 650k cộng ship. Thì anh em có thể về lấy phen Seed này ra. Đó, lấy phen Seed này dựng lại cây mới. Đó, cũng được. Tiếp theo cây số 22, cây số 23. 23 lên tiếp với người một cây cần Heiji. Thì đây là một cây cần Heiji của Daiwa nha mọi người. Cây Heiji Daiwa. Thì cái này hai đọt, một đọt cứng 15-20 và một đọt cứng 50 nhé, một đọt 15-20, một đọt 50. Phen của nó là phen Fuji Seed chân gòn nhé, phen Fuji Seed chân gòn. Đây, phôi dạng carbon sáng bông, carbon thay da. Bát là bát Fuji, tem quang. Phôi rất là đẹp. 2m4, hàng đầy qua, cây nào đọt nội địa em ơi, nội địa. Đọt là đọt tháp, nguyên zin từ A đến Z luôn, chưa độ chế thay phen hết. Thì cái này nó có túi đi kèm, túi zin. Hàng rất chi là ok nha mọi người. Rồi, giả công khai cây số 23, giá là 1 triệu mọi người, 1 triệu cây số 23. Thì cây này Heiji này thì chuyên về cho anh em mà câu cảm giác,
câu trên bè nhé, câu khanh câu chấp. Đó. Tiếp theo cây số 24 lên tiếp người một cây cần của hãng Daiwa, thì cây này một cây nội địa nhé, pencil grip, cán là cán dẹp nhé, cán dẹp, phen là phen Fuji lõi xám, đây phen Fuji lõi xám, bát là bát Fuji, bát Fuji, phôi là dạng carbon sẵn hai da thế này đây, đó, keo chỉ tương đối ok, nó có quay điểm nó bị khả ten thế này, đó, đọt là đọt tháp nhá, đọt tháp sẽ tới tinh, đó, nhưng quấn chỉ cũng rất là đẹp, có quay phen nó bị khả ten thế này này, đó, nhưng mà ok vẫn còn rất là chắc nha mọi người yên tâm, buông nó đây, đó. Thì cây này shop bán với giá dạng thành lý giống người luôn. Đó. Vèn đây. Bu này chắc đã bị thay rồi. Đó. Thì cũng không bỏ nhìn nó giống bị thay bu rồi nha mọi người. Đó, bu vẫn là bu Fuji nhá. Rồi, cái này nó về cho anh em vào câu bạo lực nha mọi người, dạng câu ngâm bạo lực. Cái đầu cứng ra tầm khoảng 80 đến 100 mặt, dài 2m7. Nặng là 295 g, đọt 1.8, đọt thấp. Rồi, giá khai cây số 24, giá 700 mọi người, 700k cộng ship cây số 24. Giá cũng cực kỳ yêu thương nhé. Và đây mấy cây cần câu lua nha mọi người. Đó. Tiếp theo cây số 25. 25 lên tiếp người một cây cần của hãng Daiwa. Thì đây là một cây cần của thương hiệu Tem Daiwa. Đây, Tem Daiwa. Đó. Phen cái này thì là một cây cần máy ngang. Đó, một cây máy ngang. Góc nó làm bầu bầu nhìn khá là vui nha. Đó. Thì phen của cây này là một phen Fuji Seed nha mọi người, phen Fuji Seed. Đây. Đó. Đây, phen Seed nhé. Bu là bu xít luôn. Thì cây này nó được sản xuất tại Taiwan, dài là 1m98, độ cứng là ML. Đó. Thì cây này nó tải mồi từ 5.25g đến 17.5g, tải dây từ 6 đến 14 lb, nặng là 128g, đọt 1.8, đọt 1.6. Rồi, giá ông khai số 25, giá thanh lý 600k cộng ship, một cây cần phân xít. Đó, giá cũng cực kỳ ok luôn nhé. Tiếp theo cây số 26 lên tiếp người một cây cần lua máy ngang. Thì cây này một cây cần của Shimano, còn tối luôn nhé. Một cây lua Matic hàng của Shimano nha mọi người. Bát là bát lua Matic, bát hãng. Phen là phen bóm nha mọi người, phen bóm, phen Fuji loại xám nè. Càng dạng carbon nha mọi người. Đây, càng carbon. Rất là đẹp. Pen ok hết nhé. Cái lô Matic này được sản xuất tại China nha mọi người. Được sản xuất tại China. Dài là 1m74. Tải mồi từ 7 đến 18g. Tải dây từ không có thông số tải dây, tải dây từ 10 đến 16 lb, độ cứng là độ cứng L. Thì với độ cứng L thì anh em có thể lô màu giả nhé, lô màu giả, câu cá chẽm, câu lóc, càng rất là đẹp. Đó, nó chỉ có hai vết xước chỗ này, đây, chỗ này và chỗ này, nhưng mà không ảnh hưởng gì cho nha mọi người, càng rất là chắc luôn. Rồi, giá công khai cây số 26, giá 600 mọi người, 600k cộng ship cây số 26. Tiếp theo cây số 27 lên tiếp người một cây hay cây một cây cần Abu. Đây, Abu nha mọi người. Đó. Đây một dòng Abu Hattin. Phôi của nó là phôi mono carbon. Đây. Mono carbon. Dạng sẵn hay da. Phen là phen micro nha mọi người, phen nhỏ nhé. Càng rất là đẹp. Bát là bát Fuji. Bát là bát Fuji.
hãng hãng Abu Hotin Lutz Bon sẵn rất là ok, định vị đàng hoàng, buộc chống sẵn nhé. Thì cái này dạng về cho nên là sẵn hàng mọi người đó. Ôi cái này rất là cứng luôn, cứng và bền. Thì dòng Abu này được sản xuất tại China mọi người, được sản xuất tại China đó. Ôi rất là đẹp. Cái này nó nặng là 124 gram, đọt 1 đọt 2 ly, dài 2m01. Thì cái này tải mồi từ 10.5 gram đến 28 gram, độ cứng là MH, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai số 27, giá 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cái số 27, một cây máy ngang. Tiếp theo cây 28 vẫn vậy, một cây Abu Hotin, phôi là phôi mono carbon, phôi sẵn ít nha, họ là phôi sẵn hai da mọi người, carbon hai da, fan là fan Fuji, bát là bát Fuji. Thì cây này dài là 2m11, độ cứng là độ cứng M. Cây nó đây đó, rất là nhỏ gọn nhá. Những cây phen nhỏ này thì anh em đánh dây nơm sát cho cái cần luôn mọi người. Định vị carbon sẵn ha, rất chi là ok. Abu rất là đẹp. Thì cái này dài là 1m18, nặng là 1m, nặng là 118 gram, đọt 1 ly 9, dài 2m11. Thì cái này độ cứng M thì nó sẽ tải mồi từ 5.25 gram đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá không sai cây số 28, giá vẫn là 2 triệu mọi người. 2 triệu cây số 28. Tiếp theo cây số 29 lên cho mọi người, một cây cần của Majorap. Thì đây một dòng cần Majorap Core Kit. Đây, một dòng cần Majorap Core Kit. Độ cứng của nó độ cứng ít mọi người. Rất là hiếm có một cây độ cứng ít. Máy ngang độ cứng ít. Thì độ cứng ít thì anh em có đánh lóc gừng thả ra. Đó. Cây này dài 2m1, độ cứng ít. Phôi là phôi carbon sẵn nha mọi người. Sẵn chìm đây. Cán vậy là cán ba khúc, ba tầm bát gỗ nhá, bát gỗ bát ba giờ gấp đặt mà bát rất là đẹp nha mọi người. Đó. Thôi đây thôi sẵn nhá. Fan của nó là fan Fuji Sit này, fan Sit mọi người. Fan rất là đẹp, khu chống sẵn. Rất ok ha. Đây, ưng tiền là ưng cái bát này nè, rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái này dài 2m1, độ cứng ít nhá, độ cứng rất là hiếm. Đọt 2 ly 3, nặng 169 gram, tải mồi từ 10.5 gram đến 84 gram, tải dây từ 14 đến 30 lb nhá. Giá ông khai cái số 29, giá là 2.5 triệu mọi người, 2.5 triệu cộng ship cái số 29. Đó. Tiếp theo cây theo một cây số 30 nha. Cây số 30 lên tiếp người, một cây đến từ thương hiệu của Majorap. Thì cái này một cây cần Majorap laser. Đó. Thì cây này dạng hoàn chỉnh lắm người, cần đẹp. Phen là phen Fuji Sit, phen bấm. Cản này, cản 3 phút nhé. Bát là bát Fuji nha mọi người, bát Fuji. Đây, tấm chữ rõ ràng. Phen xít nhá, càng rất là đẹp. Thì cây này dài là 2m, 2m04 nha mọi người, dài 2m04. Độ cứng là độ cứng H. Với độ cứng H này thì anh em có thể câu câu lóc, câu đốc là câu lóc đó nha, thiệt là thả ra nhá. Đây, phen xít. Vô trống sẵn. Càng thì nguyên xin. Đó. Rất là đẹp. Rồi. Laser. Đây. Bếp này. Độ cứng H là tương đối cứng nha mọi người. Thì cái này nặng là 140 gram, đọt 2 ly 4.
dài 2,04 m. Cây này tải mồi từ 10.5 g đến 42 g, tải dây từ 12 đến 25 mb, giá cũng khai cây số 30, giá là 1,7 triệu nhé mọi người, 1,7 triệu cộng ship cây số 30. Ok, còn rất là đẹp nhé, cho anh em nào về săn lốc đánh giá thiệt. Tiếp theo cây số 31 gửi lên tiếp người một cây hàng thương hiệu. Đây một cây thương hiệu của Hitland. Đây, hàng thương hiệu đẳng cấp quá. Đây một cây cần đai qua em ơi, đai qua thương hiệu Hitland. Thì cây đây một cây cần UL, cây UL lưu biển nhé. Cây UL lưu biển. Khá là dẻo nha mọi người, khá là dẻo. Cây này dạng anh em nào thích câu cảm giác thì lấy về câu nhé. Cán là cán bằng nha mọi người, cán bằng. Phen là phen Pulsisit nhé. Đây, phen là phen Pulsisit. Bát là bát Pulsi. Đây, phen Pulsisit nhé. Đây, đặc biệt là đề ba của nó là một cái đề ba ba chân nha mọi người, phen đề ba ba chân. Phen rất là bự. Phen xít luôn. Thì đây một cây cần được sản xuất tại Taiwan mọi người, được sản xuất tại Taiwan. Đó. Cây này nó dài là 2m28 mọi người, dài 2m28, độ cứng là độ cứng UL, nó tải mồi từ 13 đến 14 g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Cây này mà anh em có thể câu chẽm nè, câu chẽm đua mồi giả thả ra, anh em có thể câu cá bóng đục, câu cá hanh, câu cá cháp thì rất là ok. Thì cái này nặng là 137 g, đọt 1 đi 6. Rồi, giá công khai cây số 31, giá 1,5 triệu mọi người, 1,5 triệu cộng ship cây số 31. Đó, cây cứng UL. Cây số 32 gửi lên cho mọi người một cái cần lưu mực. Đó. Đây một cây cần lưu mực của hãng Majorac. Phen là phen ship nhé, phen ship. Cần lưu mực phen ship. Đó, bát là bát Fuji. Cây được sản xuất tại China. Đó. Đây, cần lô mực thì phen nó khá là nhỏ lắm người. Ôm nó khá là ôm cây cần luôn. Đó, phen Fuji, phen ship. Buộc trong sẵn. Lô mực thì anh em có thể câu ngâm cũng được, câu cá hanh, câu cá cháp. Và anh câu lật vật cũng rất là ok. Đó. Phôi của Majorac thì khỏi bàn, rất là chắc đây. Một cây hãng chuyên về sản xuất cho cần lua. Thì cái này nó nặng là 108 g, dài 2m58, đọt 1 ly 6. Thì cái này nó lua mực thì thông số nó tải mồi từ từ con mực con tôm 2.5 đến 3.5 nha mọi người. Đó, tải dây từ dây 0.4 đến 1.2. Đó, GBE nhé. Rồi, giá công khai cây số 32, giá công khai là 1,2 triệu mọi người, 1,2 triệu cộng ship cái số 32. Nếu xét về độ cứng thì cái này nó rơi cũng khoảng ML nhé, cũng khoảng ML. Tiếp theo cây số 33, cây cuối cùng vẫn là một cây cần lưu mực. Thì đây một cây cần của thương hiệu Shimano, một cây lưu mực. Phen của nó là phen nòng súng nhé, phen nòng súng. Cái này là một cây game. Đó, cây game của Shimano lưu mực. Đây là một cái phôi đời đầu của cây ARC mọi người. Đây. Pulsi nhá, cây nòng súng. Buộc trong sẵn. Cây này có xe xác đây, nó xuất xác nhưng mà được cái là phôi rất là đẹp. Shimano, hàng của Korea sản xuất. Đó. Cái này lô mực thì nó lô được con mực mát là con số 4 nha mọi người. À, con số 4. À. Thì cái này nó nặng là 193 g, đọt 1 ly 9, dài là 1 m, dài là 2m19. Thì cái này nếu xét về độ cứng thì nó cứng ra tầm khoảng M nhé, cứng ra tầm khoảng M. Càng còn tương đối ok.
phen thì nó có ra phen dài phen nè. Đó, thế này thì anh em nào chốt thì bảo mình chụp hình cận cảnh nhé. Đây như thế này. Rồi giá ông khai cây số 33, giá 900 cộng ship cây số 33. Rồi đó, tổng cộng là 33 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt để lại shop, số điện thoại shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.